hành trình trở thành tân hoa hậu chuyển giới quốc tế của Hương Giang Idol. Nữ ca sĩ chiến thắng nhờ nỗ lực hết sức trong việc rèn luyện hình thể, cải thiện sức khỏe và trau dồi kiến thức. Hương Giang sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô cao 1m70, nặng 52kg, với số đo 3 vòng 86, 62 và 90. Hương Giang chuyển giới sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cô được biết đến khi tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc 2012. Ngày 8 tháng 1, Hương Giang xác nhận cô sẽ sang Thái Lan thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Hương Giang chia sẻ với cô, đây không chỉ là một đấu trường nhan sắc đơn thuần, còn là nơi để cô được thể hiện niềm tự hào dân tộc và những hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng mà cô đang đại diện đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Ngay sau đó, dư luận cho rằng Hương Giang đi thi Hoa hậu chui vì cô chưa từng đoạt danh hiệu gì trong nước. Nữ ca sĩ đã phải tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí để giải thích. Trong buổi này, Hương Giang nói, cô đi thi là liều lĩnh và đánh đổi. Bản thân cô luôn sống và làm việc theo pháp luật. Trước khi đi thi, cô đã gửi đơn xin phép các cơ quan ban ngành. 10 ngày sau đó, ông Nguyễn Văn Vinh, quyền cục trưởng cục nghệ thuật biểu diễn, đã đưa ra phản hồi về việc Hương Giang Idol đi thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Ông cho biết luật của Việt Nam chưa vươn tới, chưa có thẩm quyền để cấp phép cho người chuyển giới đi thi hoa hậu. Tuy nhiên, cục đánh giá rất cao tinh thần của nữ ca sĩ. Trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán, Hương Giang cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến showroom của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ để thử áo dài. Ngoài ra, cô còn mặc trang phục dạ hội của Đỗ Mạnh Cường, Đỗ Long. Ngày 24 tháng 2, Hương Giang chính thức lên đường sang Thái Lan. Cô mang hơn 100kg hành lý, chưa kể bộ trang phục dân tộc nặng 55kg. Được gửi riêng, nữ ca sĩ được 6 người hộ tống để hỗ trợ tại Thái Lan. Sang đến đất nước Chùa Vàng, Hương Giang được ban tổ chức đón tiếp nồng nhiệt từ sân bay. Tối ngày 26 tháng 2, các thí sinh có buổi gặp gỡ chính thức ban tổ chức Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Hương Giang mặc bộ đầm đỏ của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường trông rất quyến rũ. Chiều ngày 27 tháng 2, Hương Giang và 27 thí sinh của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 có buổi phỏng vấn trực tiếp cùng ngôi sao Thái Lan Diana. Hương Giang diện bộ đầm dạ hội màu đỏ của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Đoạn video phỏng vấn của Hương Giang đang được khán giả Việt Nam chú ý. Trong hơn 4 phút, nữ ca sĩ tự tin trả lời một cách trôi chảy những câu hỏi mà Diana đưa ra. Hương Giang cho biết, phần này thí sinh không được chuẩn bị trước mà tùy cơ ứng biến. Sáng ngày 28 tháng 2, Hương Giang mặc chiếc váy bó sát của nhà thiết kế Lưu Ngọc Kim Khanh khi xuất hiện tại buổi thi tài năng. Cô chọn thể hiện ca khúc Hush Hush với sự hỗ trợ của hai phụ công người Thái Lan. Trong phần video được một người bạn quay lại từ hậu trường, màn trình diễn của Hương Giang rất sôi động, cô vừa hát vừa nhảy cực kỳ bốc lửa. MC hậu trường còn thốt lên lời khen ngợi màn biểu diễn live của Hương Giang. Ngày 1 tháng 3, ban tổ chức công bố bộ ảnh đen trắng của các thí sinh để khoe vẻ đẹp và thần thái gương mặt. Bức hình của đại diện Việt Nam đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ trong nước và quốc tế. Hương Giang vừa thể hiện được nét đẹp gợi cảm, vừa toát lên sự dịu dàng, đầm thắm của người con gái Á Đông. Ban kết Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan tối ngày 2 tháng 3. Trong đêm này, các thí sinh trình diễn trang phục truyền thống và 15 thí sinh biểu diễn tại phần thi tài năng đã được ban giám khảo chọn lựa. Hương Giang của Việt Nam thể hiện ca khúc Hush Hush được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Cuối đêm thi, ban tổ chức đã công bố người chiến thắng giải tài năng là Hương Giang. Nữ ca sĩ vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc bởi cô đã dành nhiều tâm huyết và thời gian cho tiết mục này. Chiều ngày 3 tháng 3, Hương Giang cùng 27 thí sinh đi ghi hình cho một trong những kênh truyền hình nổi tiếng nhất của Thái Lan. Hương Giang mặc áo dài rất duyên dáng và xinh đẹp. Ekip của nữ ca sĩ tung bộ ảnh cô mặc áo tắm được chụp tại Pattaya. Khán giả hết lời khen ngợi vóc dáng của cô. Ngày 6 tháng 3, Hương Giang nổi bật trong thiết kế của Đỗ Mạnh Cường khi đi ghi hình tại bãi biển Pattaya. Tối ngày 7 tháng 3, khán giả nghẹt thở xem màn bikini hấp dẫn của Hương Giang. Tối ngày 9 tháng 3, Hương Giang lại làm khán giả dậy sóng vì hình ảnh xinh đẹp ở hậu trường chuẩn bị chung kết Hoa hậu chuyển giới. Sau hơn 2 tiếng trải qua các phần thi trang phục dân tộc, trang phục dạ hội, trang phục áo tắm, Hương Giang lần lượt được vào top 12, top 6 rồi top 3. Cô hai lần vượt qua các cơ hội ứng xử một cách xuất sắc. Cô cũng thắng thêm giải phụ video giới thiệu được nhiều người yêu thích. Hương Giang vỡ òa khi trở thành tân hoa hậu chuyển giới quốc tế. Khán giả đánh giá chiến thắng của cô hoàn toàn xứng đáng. Hương Giang Idol đã xuất sắc đăng quang hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Ngay trước chung kết phần thi trang phục dân tộc vừa diễn ra, Hương Giang diện bộ trang phục nặng 55kg, xuất hiện đầy ấn tượng và được ủng hộ nồng nhiệt. Kết quả phần thi phụ này sẽ được công bố sau đó. Hiện tại 28 người đẹp đã hoàn tất khâu chuẩn bị cho đêm chung kết sắp diễn ra. Nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Hương Giang sẽ lọt vào top 3 cùng với chủ nhà Thái Lan và đại diện đến từ Brazil. Cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế bao gồm tất cả các phần thi như những đấu trường sắc đẹp bình thường từ trang phục truyền thống,
và hội ứng xử, các hoạt động thiện nguyện, thể thao tài năng. Thí sinh đang quen cũng sẽ làm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm như ở các cuộc thi hoa hậu khác. Tại cuộc thi hoa hậu chuyển giới quốc tế năm nay, Hương Giang được đánh giá là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị cao nhất. Không chỉ giành chiến thắng ở phần thi tài năng, cô còn gây ấn tượng mạnh với thần thái rạng ngời nổi bật. Bên cạnh đó, Hương Giang cũng đang nằm trong top ứng cử viên cho hai giải thưởng phụ là video giới thiệu được yêu thích nhất và người đẹp truyền thông. 22 giờ ngày 9 tháng 3, chung kết hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Trong đêm thi, đại diện của Việt Nam Hương Giang tranh giành cùng 27 thí sinh đến từ khắp nơi thế giới để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. 22 giờ 5 phút, đêm chung kết hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 chính thức diễn ra. Các người đẹp bước ra sân khấu chào đón khán giả trong trang phục dân tộc. Ngay sau đó, hai MC đã công bố kết quả phần thi trang phục dân tộc và chiến thắng đã thuộc về người đẹp Indonesia. 22 giờ 25 phút, các thí sinh bước vào phần thi trang phục dạ hội. Hương Giang khoe dáng thon trong bộ đầm đỏ lộng lẫy, người đẹp Việt Nam tỏa sáng với nhan sắc xinh đẹp và thần thái rạng ngời. 23 giờ Hương Giang lọt top 12 cùng các đại diện đến từ Ý, Mexico, Brazil, Lào, Mông Cổ, Mỹ, Venezuela, Úc, Thái Lan. Người đẹp Brazil thắng giải người đẹp ảnh đại diện cho Venezuela giành giải trang phục dạ hội. 23 giờ 5 phút, top 12 trình diễn bikini, Hương Giang sở hữu body săn chắc, gợi cảm và những bước cách quát, điêu luyện và tự tin. 23 giờ 20 phút, Hương Giang đã xuất sắc lọt vào top 6. Trả lời câu hỏi giá trị bản thân của bạn là gì, Hương Giang cho hay, dù cô sinh ra không được giống như người khác, nhưng cô đã luôn nỗ lực không ngừng để hôm nay được tự hào đứng tại đây. 23 giờ 45 phút, Hương Giang đã lọt vào top 3 cùng hai thí sinh đến từ Thái Lan và Úc, đại diện Việt Nam còn đạt thêm giải phụ, người đẹp truyền thông. 23 giờ 55 phút, top 3 bước vào phần thi ứng xử thứ hai. Họ sẽ cùng trả lời chung một câu hỏi ứng xử để tìm ra chủ nhân cho vương miện hoa hậu. Trả lời cho câu hỏi, nếu bạn có cơ hội làm một việc cho cộng đồng, bạn sẽ làm thế nào để thay đổi thế giới? Hương Giang cho biết cô sẽ đòi hỏi quyền bình đẳng cho tất cả mọi người. Người chuyển giới luôn mong muốn có được cuộc sống hạnh phúc và không bị kỳ thị, và cô muốn quyền bình đẳng cho người chuyển giới. Tất cả chúng ta sẽ làm nên một thế giới tốt đẹp. 0 giờ 10 phút, Hương Giang đăng quang Hoa hậu Thế giới quốc tế 2018. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tham dự cuộc thi sắc đẹp này và chiến thắng đã gọi tên Hương Giang. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt thuộc về người đẹp Úc và Thái Lan. Cho anh lời thiết tha chung tình, hôm nay yêu nhau và
đến mai sau. Nhớ khi xưa chuyện tình giờ gian của anh bao đến đâu, người đã đến bên anh sẻ chia. Lúc nước mắt anh khẽ nói rằng lòng này xin cảm ơn vì trời cao đã cho anh được có em. Từng ngày ngồi nhớ mong mong tan cô bé dịu dàng, ngọt ngào yêu thương em trao bao lời yêu câu hát. Ước mong sao từng ngày mình có nhau, đêm ngập tràn nhiều ánh sao, hàng ngàn ngôi sao lung linh soi sáng tim ta. Tuyệt vời hạnh phúc hơn với bao ấm áp trong lòng, là được ôm em trong tay trao nụ hôn say đắm. Nắm đôi tay hẹn thề mình có nhau, trong giấc mộng cùng thấy nhau. Từng lời yêu thương ta trao mình mãi đắp xây tình yêu. Từng ngày ngồi nhớ mong mong sang cô bé dịu dàng, ngọt ngào yêu thương em trao bao lời yêu câu hát. Ước mong sao từng ngày mình có nhau, đêm ngập tràn nhiều ánh sao, hàng ngàn ngôi sao lung linh soi sáng tình ta. Tuyệt vời hạnh phúc hơn với bao ấm áp trong lòng, là được ôm em trong tay trao nụ hôn say đắm. Nắm đôi tay hẹn thề mình có nhau, trong giấc mộng cùng thấy nhau. Từng lời yêu thương ta trao mình mãi mãi đắp xây tình. Anh mong trong em phút giây.